chỗ chúng mình chạm Tây Bắc là xuống như quý vị khán giả. Mình đi qua bên cái trạm Tây Bắc, chúng ta sẽ đi về. Hôm nay thì xin chào cả nhà, hôm nay mình đi bắt con mình về. Chào cả nhà nha, trên đường mình đi về nhà nha các bạn, trên đường mình chạm Tây Bắc mình đi nha. Cả nhà thấy có thật yêu thích thì cho mình một like nha. Này, đi hôm nay đi mà chúng ta quên đem cái cây chấm theo rồi cả nhà. Biết nhiều đường theo chạm xe bus nha các bạn. Chúng ta quay cho cái này. Chúng ta đi trên đường đi về. Đi mà quên đem cái đồ chống theo cả nhà ơi. Thôi thì sao á, cả nhà thấy không? Đường này là cắt là xe bus không biết. Chạm không biết bao nhiêu nha các bạn. Đó, bên đây là đi chúng ta đi những cái đường ở cơ, đây là chợ Lô nè các bạn. Bữa nay mình mai mình đi chợ Lô ha, mai chúng ta đi bill là bill chợ Lô, mình đi để mình kiếm bill nha các nhà. Cảm ơn.
mình đi về cả nhà ha, thấy thì mình đi về thì mình đi về ha, mình quay cho cả nhà cùng xem, cả nhà có yêu thích thì cho mình một like nha, mình xem, mình sẽ up cho các bạn cùng xem. Ngày mai là ngày 12 tây thứ năm, 12 tây tháng 10 năm 2023 à, thì giờ mình đang up những cái clip này lên, clip lên nha các bạn. Đây là một cái chặng xe hết nữa, đây là cái hoa hồng hết rồi, mình đi cho các bạn cùng xem ha, mình đi về, chúng ta đi đi một ngày thôi, mình hư mình đó hả, hồi nãy quên đem cái thẻ theo đi ăn tất đất trong tất tò mà quên làm cái thẻ này, dở thì hư thì tôi giờ nó không có lấy tiền mặt nữa, biết tình luôn sau đó nét khớp à. Đây là quan hương rồi cho các bạn, mình còn một chút xíu nữa mình xuống này, đây những cái thành phố cái đó cái này rất là đẹp ha, chúng ta sẽ dựng clip này trong 12 giờ đêm nha các bạn, cái clip này chúng ta sẽ dựng sau 12 giờ đêm nha. Có những cái clip thì chúng ta đã dựng đó các bạn ha, thì các bạn có yêu thích thì cho mình like nha. Đây hôm nay mình đi mình quay những cái clip về cho các bạn cùng xem, có yêu thích thì cho mình like ha, thích like đây. Bãi xe cũ là cái nào thôi.